Con là Vân Anh, con xin chào tất cả quý vị cộng đoàn đang có mặt ở đây và cùng nhau hưởng một cái buổi ăn Thanksgiving thật là ấm cúng cùng với tất cả các anh chị em trong cộng đoàn Thiên Chúa. Và con xin được gửi tặng một bài hát nghe nặng nhưng mà sẽ rất là lặng. Con xin gửi bài hát này đặc biệt đến những anh chị em mà chúng con vừa được huấn luyện trong phong trào nhóm nhỏ, như một lời chia sẻ đặc biệt dành cho phong trào nhóm nhỏ của chúng con. Con xin mọi người cùng lắng nghe. Trong lòng ta lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau, lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi dài, đời sau vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhang. Nhìn lên thanh giá, Chúa đang sáng tay lặng im. Từ trên thanh giá, Chúa có nghe con nài vang. Vì sao Chúa ơi, cứ như vô tình không nghe. Lòng con sắt xe ôm nỗi đau riêng Ngài ơi. Vì sao Chúa ơi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tim vỡ. Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng tin? Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta, lặng để nghe Chúa nói thánh giá ta mang vì ai, lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua, lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa sẽ chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên con đó, vì sao Chúa ơi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời bao lao đao, bao nhiêu
nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa trên thập hình. Nhận bao hy sinh, đau thương như Chúa trên thập hình. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn nữa cho Vân Anh ạ. Xin cảm ơn Vân Anh.